thành cầu hôn Hari Won. Diễn viên hài bí mật tổ chức buổi lễ cầu hôn người yêu Hàn Quốc vào tối ngày 12 tháng 7 tại một quán bar ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Tối ngày 12 tháng 7, ngay khi Hari Won từ Mỹ trở về Việt Nam sau chuyến lưu diễn, Trấn Thành cho xe đón người yêu đến thẳng địa điểm hẹn hò. Để đảm bảo sự riêng tư, Trấn Thành yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ kỹ lưỡng, không cho người ngoài ra vào trong suốt thời gian anh cầu hôn. Trước đó, một người bạn của Trấn Thành cũng chia sẻ trên trang cá nhân về kế hoạch của anh kèm theo lời chúc phúc. Nam MC đã chuẩn bị khá kỳ công cho phần trang trí không gian cầu hôn và yêu cầu phía quán bar bảo mật thông tin trước khi giờ phút này diễn ra. Anh gây bất ngờ cho người yêu khi cho chạy chữ tiếng Hàn trên màn hình LED: Hari, làm vợ anh nhé. Bên cạnh đó, Trấn Thành cũng mời các vũ công thực hiện một bài nhảy để minh họa cho màn cầu hôn. Một nhân chứng có mặt tại sự kiện cho biết, Hari Won đã nhận lời cầu hôn với vẻ mặt hạnh phúc, cả hai hôn nhau say đắm sau đó. Một người bạn của cặp sao cho biết, anh không ngạc nhiên trước thông tin này vì trước đó, Trấn Thành từng chia sẻ với bạn bè chuyện anh muốn xúc tiến đám cưới với Hari Won càng sớm càng tốt. Theo người bạn này, Trấn Thành đã đưa Hari Won về giới thiệu với gia đình cũng như nhờ mẹ xem ngày tốt cho đám cưới. Hari Won công khai hẹn hò với Trấn Thành từ đầu năm 2016, sau mối tình kéo dài 8 năm với rapper Tiến Đạt. Trong nửa năm yêu đương, đôi tình nhân này thường xuyên sánh bước bên nhau và không ngại bày tỏ tình cảm tại các sự kiện. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn VN Express, nữ ca sĩ cho biết cô chia tay Tiến Đạt vì tuổi thanh xuân có hạn. Cô không thể tiếp tục chờ anh thay đổi bản thân cho phù hợp yêu cầu của cô. Thanks for watching. Do not forget to like. And do not forget subscribe.